sẽ đi. Vâng. Nhiều mẫu mới, thiết kế đẹp. Vâng. Công năng thì mới, nói chung là xe hiện đại. Giá thì chưa phù hợp với người Việt Nam, tại mắc quá, đẹp rẻ bền. Vâng. So với mềm mạc thì nó rẻ hơn, bền hơn, phụ công rẻ hơn. Vâng. Bền bỉ hơn. Vâng. Chi phí bảo dưỡng với duy trì là rẻ hơn so với các dòng khác.